kiến thức và giải trí, trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn những thông tin về cuộc chiến tranh Việt Nam. Thực tế, ảo tưởng và những tổn thất của người Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Giữa năm 1965 và năm 1967, Mỹ bị rơi vào một thế tiến lui đều khó hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tính chất và tương lai của sức mạnh quân sự và chính trị Mỹ trên thế giới. Tình thế đó là do chính Mỹ tự gây ra. Một mặt là cái logic cứng đờ của lòng tin và những hành động tương tự, mặt khác là những tham vọng và những lợi ích cụ thể ở Thái Bình Dương, cùng với sự tìm kiếm dày vò đau xót máy móc và ngày càng vô bổ một biện pháp quân sự có hiệu quả để khẳng định sức mạnh của Mỹ trên khắp trái đất. Có một sự mỉa mai cay đắng và nguy hiểm trong xâm lược của Mỹ ở Việt Nam ngay từ đầu. Với những rẻ dặt và tính toán nhất định, những người lãnh đạo chính sách của Mỹ không hề bao giờ tin rằng họ có thể giành được một thắng lợi quân sự dứt khoát. Tuy vậy họ vẫn tiến hành cuộc chiến tranh như họ đã làm gây ra những tàn phá và chết chóc không thể tưởng tượng cho nhân dân, đất nước và nền văn hóa của Việt Nam. Mục tiêu của chính quyền Mỹ trên chiến trường là tranh thủ thời gian để Việt Nam Cộng Hòa lớn mạnh đủ để chia cắt đất nước và có lẽ dùng chiến tranh để tạo thế trong thương lượng. Nhưng tin tức đưa về Mỹ thì rất không xác thực. Vấn đề quan trọng là trước năm 1968, họ không thể chấp nhận tin tức chính xác để làm cơ sở cho chính sách. Chiến tranh Việt Nam đòi hỏi một cố gắng tình báo to lớn mà muốn phân tích phải có một khả năng nhận thức cao hơn nhiều so với việc phân tích các cuộc xung đột trước kia, bởi vì đó là một cuộc chiến tranh không có những mặt trận theo lối cổ truyền. Có những 13 tổ chức tình báo dẫm chân lên nhau, cạnh tranh với nhau trong các vùng của Việt Nam, và số tài liệu thu thập được trong chưa đầy một năm, trong những năm 1966, 1967, đã lên tới trên 3 triệu trang, mà một phần 10, tức 1.000 trang mỗi ngày đã được dịch và tổng hợp. Vào đầu năm 1967, chỉ một mình lục quân ở Việt Nam sản xuất 1.400 cân anh báo cáo hàng ngày, khoảng 635 kg. Có lẽ đánh giá toàn bộ lý thú nhất là báo cáo phân tích Đông Nam Á mà cơ quan phân tích hệ thống của Lầu Năm Góc xuất bản 6 tuần một lần, bắt đầu từ tháng riêng năm 1967. Khoảng 350 bản sao mật được chuyển cho các quan chức chủ chốt ở mỗi một cơ quan có liên quan đến chiến tranh. Qua phân tích và đánh giá các xu hướng quân sự chính trị và kinh tế, báo cáo đó đã nhanh chóng trở thành nguồn gốc của sự bi quan sâu sắc và bộ tham mưu liên quân đã nhiều lần tìm cách cản trở việc lưu hành mỗi khi các phần tử trong chính quyền thách thức những nhận định quân sự về cuộc chiến tranh dù cho về sự hiệu quả của những nhiệm vụ tìm và diệt về sự ném bom việt nam dân chủ cộng hòa hay về sự tin cậy của các thống kê cơ quan phân tích hệ thống theo cách nói của tài liệu lầu năm góc là người tiên phong của sự phản ứng nhưng khi những thực tế không phù hợp với hành động thì không sớm thì muộn, những người làm ra chính sách sẽ buộc phải có phản ứng dù cho họ có thiết tha đến đâu đối với sự nhất trí và đối với sự nghiệp của họ. Mark George Bundy chẳng hạn đã lặng lẽ từ trước tháng 3 năm 1966 và Mark rút lui, hay là bị đẩy ra, tháng 11 năm 1967. Đó là hai người đã làm nhiều nhất để đưa Mỹ dính líu vào Việt Nam vì những lý do tư tưởng và kỹ thuật vô bổ. Những người còn lại càng ngày càng thấy rằng Mỹ không thắng nhưng không ai từ chức công khai để chống lại những chính sách rất nguy hiểm cho thế giới và ngày càng nguy hiểm cho nước Mỹ. Sự nghiệp tương lai của họ sẽ không tồn tại sau khi họ dám làm như vậy. Giám đốc nghiên cứu của Lầu Năm Góc nói với Quốc hội tháng 3 năm 1967, cuộc xung đột Việt Nam đang thí nghiệm hầu như tất cả trang bị và khái niệm quân sự chiến thuật và một số là chiến lược đã được triển khai trong 20 năm nghiên cứu và phát triển vừa qua quân sự đã dùng mọi kỹ thuật kỳ lạ và mới mẻ từ thiết bị ngửi hơi người gắn vào máy tính điện tử, cho đến những máy bay cực kỳ tinh vi F-111 giá đến 15 triệu đô la một chiếc. Từ năm 1946, Mỹ đã ngày càng chuẩn bị cho chiến tranh, dùng kỹ thuật phức tạp hướng vào việc sử dụng hỏa lực lớn. Quy mô siêu hiện thực của cuộc chiến tranh Việt Nam chắc chắn đưa lại những tổn phí và phức tạp lớn, cộng với những tổn thất mà cách mạng gây cho Mỹ ở nông thôn và vùng rừng núi kỹ thuật và hỏa lực cao là một hứa hẹn nhưng đồng thời nó tỏ ra là một cái bẫy, một nguồn gốc của những việc phù phiếm vô bổ và của những ảo tưởng nguy hiểm về những cuộc chiến tranh chống nông dân trong thời hiện đại. Những tổn phí của cuộc chiến tranh. Chiến tranh Việt Nam trở thành cơn ác mộng cho những nhà quản lý vô cùng tự tin của lầu năm góc mà hiện đang bị cột chặt vào một tình thế, trong đó thắng lợi không thể có và thất bại thì ngày càng có khả năng những chuyên gia chương trình và ngân sách mà Magna Maza đưa vào lầu năm góc đã bị xa lầy vào những mâu thuẫn của chủ nghĩa đế quốc và bản thân Magna Maza là người có tội lớn nhất. Quyết định mùng 1 tháng 3 năm 1965 của Magna Maza cho phép chi tiêu không hạn chế cho chiến tranh Việt Nam đã được đưa ra khi lầu năm góc chưa thiết lập cơ cấu hậu cần nào để thực hiện. Trong hai năm tiếp theo, hỏa lực bị hạn chế không phải vì lý do chính trị mà vì thiếu cơ sở vật chất việc xây dựng đã xảy ra một cách chưa từng có trong lịch sử chiến tranh của Mỹ và lầu năm góc đặt mua mọi thứ cần thiết trên cơ sở vội vã như một báo cáo chính thức về sau đã nêu lên lòng hăng hái, năng lực và tiền của đổ vào việc trang bị và cung cấp cho các lực lượng Mỹ ở Việt Nam đã đưa lại những đơn đặt hàng đồ sộ, làm tắc nghẽn hệ thống vận tải và đường tiếp tế và trong một thời gian gây ra việc không còn kiểm soát được các kho tàng ở Việt Nam. Năm tài chính 1966 Cuộc chiến tranh tốn 5,8 tỷ đô la. Năm 1967, Lầu Năm Góc quy định mức 5,5 tấn hậu cần cho một người một năm, nhưng lục quân thì đòi 9 tấn. Magna Maja xác định mức 7,8 tấn nhưng trong năm tài chính 1967, chiến tranh lên đến 20,1 tỷ đô la và ngân sách quốc phòng và liên bang bị thâm hụt một cách bất ngờ, buộc chính quyền phải xin thêm quốc hội 12,3 tỷ đô la bổ sung cho năm 1967 tình hình này làm cho cuộc chiến tranh vô cùng phức tạp ở trong nước cũng như ở việt nam cuộc chiến tranh kéo dài tương đối ít tốn kém cho người việt nam nhưng lại gây go gian khổ nhất cho người mỹ nhưng tiến hành một cuộc chiến tranh của người nghèo trong một thời gian dài sẽ là ngược lại với logic và tiền đề của học thuyết chiến lược sau chiến tranh thế giới thứ hai của mỹ và không thể tưởng tượng được rằng người mỹ có thể sống được ở nông thôn nhiệt đới của việt nam mà thiếu tiện nghi đầy đủ thời gian là một sự cần thiết cho cách mạng và sự kiên nhẫn là một vốn quý lớn. Đối với người Mỹ, thời gian không phải chỉ là một sự hoang phí tiền của, mà còn ngày càng làm mất sự tự kiểm soát mình về mặt chính trị và tâm lý. Những mục tiêu và những biện pháp của Mỹ đã tạo ra một cái bẫy mà họ phải tìm cách để tự rút ra. Cuối năm 1967, các nhà lãnh đạo ở Hà Nội đã thấy rõ thực tế đó. Tình trạng nhân khẩu trong chiến tranh việc sử dụng hỏa lực của Mỹ đã làm thay đổi tình trạng nhân khẩu Nam Việt Nam sau năm 1964, làm cho một bộ phận lớn nông dân chỉ còn quan tâm đến một vấn đề duy nhất là sự sống còn về thể chất. Những phản ứng của họ là từ những hành động anh hùng qua cố gắng tập thể chống kẻ xâm lược ngoại lai, đến quyết định đơn sơ của cá nhân con người để sống sót bằng mọi biện pháp cần thiết. Muốn hiểu rõ được cả quá trình này là điều không thể làm được bởi vì sự tàn phá, nỗi sầu khổ và đau đớn cá nhân quanh con người cũng như lòng dũng cảm không bờ bến không thể có bút nào tả xiết được. Mỹ ở Việt Nam đã gây ra một cơn lũ lớn nhất của hỏa lực chưa từng thấy trong lịch sử để chống lại một đất nước. Đau khổ của con người là không bờ bến. Những con số đưa ra về tai họa to lớn này hoàn toàn không đủ. Và giữa năm 1968 và năm 1970, hệ thống đưa tin về tị nạn phải ba lần xem xét lại con số của họ. Ước tính cuối cùng của lầu năm góc về con số dân sự bị chết và bị thương những năm 1965 đến 1972 là từ 700.000 đến 1.225.000, trong khi con số của thượng viện cho cùng thời gian đó là 1.350.000. Số người chết trong hai đánh giá đó là từ 195.000 đến 415.000, số địch chết là 850.000 tối thiểu và một bộ phận lớn của số này là dân sự. Con số của cách mạng cao hơn nhiều. Trong một nước có khoảng 18 triệu dân năm 1970, chiến tranh đã gây một tổn thất vô cùng cao về người chết và bị thương. Đạn dược là nguyên nhân chính của thương vong, mà phần lớn là do Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa sử dụng, chiếm hầu hết số đạn trọng pháo và 100% số bom do máy bay thả xuống. Ngoài hỏa lực, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa còn dùng chất độc làm trụi lá cây để đẩy nông dân vào các trại tập trung một bộ phận quan trọng của nông dân bị đẩy ra khỏi ruộng đất của họ làm biến đổi vĩnh viễn tính chất của xã hội Nam Việt Nam. Ước tính đặt ra cho rằng ít nhất một nửa nông dân bị đẩy vào trại tập trung hoặc vào các trung tâm đô thị ít ra là một lần. Một khi đã vào trại tập trung, mức sống người nông dân giảm đi mất 2 phần 3, còn mất mát về tâm lý thì không sao kể xiết. Kết quả là đô thị hóa một xã hội nông thôn một cách chưa từng thấy trong thế kỷ này. Trong các đô thị cũ, người Trung Quốc chiếm khoảng một phần sáu dân cư đô thị tức một triệu người nắm độc quyền các hoạt động kinh tế quan trọng cho nên các người mới tới chỉ có thể làm những việc rất phụ. Trong hoàn cảnh như vậy, sau năm 1964, hàng triệu, hàng triệu nông dân buộc phải chạy vào cảnh hỗn loạn đó. Năm 1960, 20% nhân dân Nam Việt Nam sống trong các vùng đô thị. Tỷ lệ đó lên 26% năm 1964-36% năm 1968 và 43% phần trăm năm 1971 một tốc độ tăng gấp 5 lần so với tất cả các nước kém phát triển trong cùng thập kỷ. Sự tăng số dân ở Sài Gòn tuy rất lớn nhưng lại rất nhỏ trong nội thành so với Cần Thơ, Đà Nẵng, Biên Hòa, Huế và các thành phố khác gần chiến trận hơn. Đà Nẵng và Nha Trang tăng 4 lần giữa năm 1960 và 1971, chủ yếu là sau năm 1964, trong khi Cần Thơ tăng 3 lần. Đến năm 1971, số dân ở Sài Gòn chiếm 43% toàn bộ số dân đô thị ở miền Nam. Nhưng nếu không tính vùng ngoại ô, thì tỷ lệ đó là một phần năm. Nhìn chung sự phát triển dân số đô thị là sản phẩm của việc tránh các vùng chiến đấu để tìm an ninh cho bản thân mình. Còn lý do kinh tế thì rất phụ. Vào năm 1971, ba phần tư những người dân đô thị không phải sinh ra ở đô thị. Việc đô thị hóa tạo ra một khoảng cách lớn giữa đời sống xã hội và con người ở vùng nông thôn và ở thành thị gây ra nhiều tác động chính trị kinh tế và con người ngay trong khu vực đô thị cũng có nền văn hóa hai mặt đa số là những nông dân buộc phải vào những trung tâm tị nạn chán ngắt và đông đúc và buộc phải thích nghi với không khí phồn hoa trong khi ở đô thị có những người thực sự là người đô thị trước khi mỹ can thiệp và những người ở vùng chung quanh bụi bặm lộn xộn mà chiến tranh đã tạo ra bao vây các tỉnh lỵ cũ bên cạnh khu vực đô thị hoàn toàn mất trật tự đó là thành phố sài gòn cũ một thành phố mà người Mỹ biết một cách rất tường tận và trở nên khác biệt một cách rất kỳ lạ với đời sống đô thị nói chung ở miền Nam và cả với đời sống của nông dân, một thành phố đặc quyền đặc lợi, đầy giấy quyền lực và xa hoa. Biên giới của đô thị. Những người nông dân ở thôn xã, mặc dù có những khác biệt với nhau như thế nào, vẫn có mối quan hệ sâu sắc với cộng đồng của họ và với các thành viên cộng đồng đó mà nhiều người có quan hệ với nhau trong suốt cả cuộc đời của mình. Gia đình trên hết là đơn vị hoạt động kinh tế cơ sở và mối quan hệ mẫu mực, thông thường giữa con người với nhau thường là cơ sở cho sự sống còn tập thể trong một thế giới mong manh. Đồ thị thách thức sâu sắc vai trò cá nhân, sự cố kết gia đình, đặc biệt là mối liên hệ với một cộng đồng của người nông dân. Đồ thị, với mớ hỗn loạn của tiếng động, với sự tắc nghẽn đông nghịt, với những thách thức muôn vẻ, là nơi chạm chán khốn khổ. Những khu đô thị mới nói chung là những khu nhà lụp sụp tồi tàn, có ít hoặc không có những điều kiện vệ sinh và những ngành phục vụ đời sống vật chất. Vấn đề cấp bách nhất cho người nông dân mới đến một đô thị là làm sao sống sót được về mặt kinh tế. Cho nên việc đầu tiên là phải có lương thực và nơi dung thân. Không có những số liệu cụ thể về vấn đề này cho toàn các đô thị nhưng nghiên cứu riêng Sài Gòn, tuy không phải là nơi điển hình, thì thấy rằng một phần năm người mới đến nhanh chóng trở thành dân buôn đường phố, bán thực phẩm, bán rong mọi thứ hàng hóa, đánh giày và làm những nghề nghiệp tương tự thất nghiệp là số phận của khoảng 1 phần 3 số người chạy vào Sài Gòn. Vào năm 1974, kinh tế vỉa hè là nguồn thu nhập lớn nhất của những người dân sự không phải là nông nghiệp ở Nam Việt Nam. Trong phạm vi toàn quốc, công việc xây dựng và phục vụ phát triển mạnh mẽ. Người Mỹ dùng 160.000 công nhân trực tiếp năm 1969 chủ yếu phục vụ nhu cầu binh lính của họ và xây dựng các căn cứ. Mãi dâm dưới mọi hình thức chiếm ít nhất 200.000 phụ nữ, binh lính và cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa vào khoảng 1,2 triệu tổng số. Một gia đình muốn tồn tại như một đơn vị phải có thu nhập nhiều nguồn, nếu không thì rất khó khăn, trừ một số gái mãi dâm. Trẻ con lang thang trên đường phố, mẹ thì bán rong vỉa hè hoặc làm người hầu cho lính Mỹ. Còn cha nếu không phải là lính, mà là người may mắn thì có thể làm công nhân không lành nghề hoặc làm nghề khuôn vác. Thường là anh ta bị thất nghiệp hoặc cũng sống bằng kinh tế vỉa hè tình cảnh thất thường và tạm bỡ đó đẩy một số nông dân trở về lại thôn xã của họ để gìn giữ sự thống nhất của gia đình. Mức tiêu thụ tính theo đầu người từ năm 1960 đến năm 1970 tăng rất ít. Cơ quan phát triển quốc tế, Ed, của Mỹ ở Sài Gòn thừa nhận rằng sự dồn dập đưa hàng tiêu dùng lâu bền vào Nam Việt Nam đã gây ảo tưởng rằng mức tiêu thụ tính theo đầu người đã tăng lên, với một mức choáng váng nhưng trên thực tế nó đã làm cho mức sống của một số người đã giảm sút. Cơ quan đó cho rằng nếu không có chiến tranh, Mức sống của người Việt Nam có thể sẽ cao hơn, chỉ sau năm 1972, sự giảm sút mức sống ở đô thị mới mở ra cho Đảng khả năng tác động đến quần chúng đô thị về các vấn đề kinh tế. Nhưng nhờ trợ cấp của Mỹ nên mức tiêu thụ lương thực chưa bị giảm sút và thậm chí đầu những năm 1970, nam Việt Nam có mức tiêu thụ calo cao nhất tính theo đầu người ở Đông Nam Á. Nhìn chung lại, tổng sản phẩm xã hội từ năm 1965 đến 1973 không thay đổi cho nên chỉ việc phân phối thu nhập không công bằng mới làm cho một số tăng được mức tiêu thụ các nhà kinh tế mỹ ở sài gòn kết luận rằng những người làm việc trong các khu vực công cộng không thu nhập được bao nhiêu nhưng những nhà buôn thì phát đạt những nhà buôn hàng tiêu dùng lâu dài thì phất như diều chủ yếu vì hai nhân tố trước tiên là mỹ dùng hàng tiêu dùng để đối lại với lạm phát mà sự có mặt quân sự dày đặc của mỹ đã gây ra hai là chính sách rõ rệt của washington làm cho máy phát thanh và vô tuyến truyền hình được bán tự do và rẻ tiền gây tâm lý thuận lợi trong chiến tranh sự thật đằng sau bộ mặt đó là hoàn toàn khác sự đô thị hóa ép buộc đó không những đã sản sinh ra một nền kinh tế việt nam cộng hòa hoàn toàn không thể đứng vững được mà còn tạo ra một trật tự hỗn loạn sâu sắc về con người với mọi tác động chính trị rộng lớn nhìn một cách khách quan thì nước mỹ trong chưa đầy một thập kỷ đã gây thiệt hại cho toàn bộ một xã hội nhiều hơn các nước thực dân khác hoặc bất cứ quá trình đô thị hóa nào trong nhiều thế hệ không ai kể cả cách mạng lúc ban đầu có thể nhận thức được quy mô của cuộc tiến công văn hóa này nó đụng chạm đến vấn đề cơ bản của tính chất nền chính trị và những cam kết cá nhân trong khung cảnh xã hội của cuộc khủng hoảng cá nhân và gia đình Nông dân lớn tuổi bị đẩy vào đô thị không chịu được nền văn hóa và xã hội đã rơi vào sự thống trị của những người Mỹ, là những kẻ làm hư hỏng con trai, con gái của họ, nuôi dưỡng những tập đoàn liên tiếp nhau và tàn phá đất nước và truyền thống của họ. Quần chúng đô thị, như các công trình nghiên cứu của những chuyên gia Mỹ cho thấy, rất bực bội về tình hình ở Sài Gòn, trộm cướp, rác rưởi và nhiều vấn đề khác như vấn đề nhà cửa làm cho mọi người lo nghĩ vào năm 1971 đa số những dân cư đô thị nghĩ rằng Việt Nam Cộng Hòa điều khiển tồi các vấn đề kinh tế. Năm 1969, ít nhất là 2 phần 3 những người tị nạn ở lứa tuổi trưởng thành muốn trở về nhà hơn là ở lại thành phố, và chỉ một thiểu số nhỏ năm 1972 cho rằng ở Sài Gòn, thành phố thịnh vượng nhất, tốt hơn là ở nông thôn. Tổn thất lớn nhất cho những người nông dân bị đẩy vào đô thị là về con em của họ. Chúng không có những kinh nghiệm và giá trị chính trị của bố mẹ chúng, rất dễ bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của Mỹ. Nhiều đứa lớn lên trong nền văn hóa hè phố ồn ào, tắc nghẽn, đầy bụi bặm trở thành nạn nhân của mọi tệ xấu, tội ác và đồi trụy, nghiện ngập, mãi dâm, tạp hôn, tích kỳ. Những đứa con này sống phần lớn cuộc đời của chúng trên đường phố và ít được giáo dục. Một số là mồ côi, và những cháu không phải mồ côi cũng hoàn toàn bị bỏ rơi. Chúng ít có cơ hội có công ăn việc làm và những trẻ dưới 20 tuổi chiếm 60% số dân miền Nam năm 1972. So với con số 38% ở Mỹ, lính Mỹ làm hư hỏng một số lớn những phụ nữ và làm lóa mắt những đàn ông với áo quần, xe máy và phong cách bề ngoài của họ. Cách mạng không thể tiếp xúc với số người lộn xộn đó và họ ngày càng cung cấp nhân lực cho quân đội Việt Nam Cộng hòa. Đầu năm 1968, đa số những người tình nguyện và được tuyển là từ tầng lớp đó. Các sĩ quan của họ hầu như có nguồn gốc đô thị và điều này tăng cường thêm tính chất đô thị của quân đội và chiến lược Việt Nam Cộng hòa việc đô thị hóa là logic không tránh khỏi của chiến tranh hỏa lực cao và hoàn cảnh văn hóa xã hội đã bị ảnh hưởng vì hơn 2 triệu lính Mỹ đã có mặt trên khắp đất nước. Nhiều người ở Mỹ và Sài Gòn xem việc phân bổ lại dân chúng như vừa là một thời cơ, vừa là một điều may mắn kín đáo. Nhưng việc Washington không hiểu kịp thời những tác động chính trị và kinh tế trọng yếu của tình hình phân bổ dân cư của chiến tranh là một trong những tính toán sai lầm lớn nhất của họ trong chiến tranh công cụ hùng mạnh nhất mà cả Mỹ lẫn Việt Nam Cộng Hòa dùng để củng cố ảnh hưởng của họ trong quần chúng nhân dân là đồng đô la, một vũ khí có tác dụng với những thanh niên sống trên hè phố nhưng lại cũng tỏ ra là hạn chế cả về số lượng lẫn về hiệu lực. Cuộc tiến công của đồng đô la vào nền văn hóa, dù nền văn hóa tri ên thống hay nền văn hóa cách mạng, đều đã làm cho một thành phần quan trọng của những người dân đô thị thực sự, đặc biệt là sinh viên và trí thức, xa lánh, vì họ có thì giờ để quan sát và suy nghĩ về hiện tượng đó số học sinh trung học và đại học từ năm 1954 đến năm 1970 đã tăng lên 10 lần, đến con số khoảng 680.000 như Việt Nam Cộng Hòa đã tuyên bố. Nhiều con em của giai cấp tiểu tư sản, nhà buôn thậm chí của những quan chức Việt Nam Cộng Hòa đã thoát ly khỏi địa vị giai cấp của mình và sống theo kiểu riêng, như các con em của những nông dân bị dồn vào đô thị đã sống. Trí thức cũng vậy, cũng mong manh ở miền Nam như ở tất cả các nơi khác, có nhiều tâm trạng, nhiều thay đổi lắm lập lờ nước đôi nhưng nhiều người đã ngày càng có tình cảm với mặt trận dân tộc giải phóng khi họ quan sát điều mà mỹ đã làm cho đất nước và nền văn hóa của họ nhưng vẫn còn một bộ phận quan trọng của trí thức làm theo điều mà những kẻ cầm quyền đòi hỏi nhiều người trong bọn họ nhất là những nhà giáo được trả lương rất ít các sinh viên đã phản ứng lại đối với cơn ác mộng của sự thoái hóa con người quanh họ và một số đã giữ quyền hành động của mình cũng có một số rút vào thế giới đặc quyền riêng của họ tất nhiên là mặt trận dân tộc giải phóng tăng thêm ảnh hưởng của mình trong các tầng lớp xã hội đó và một bộ phận lớn của họ tách ra khỏi việt nam cộng hòa và mỹ cuộc đấu tranh của pháp chống cộng sản trước kia đã không làm thay đổi cơ cấu tính chất và những giá trị xã hội ở nông thôn một cách cơ bản nào ngay trong toàn bộ nền thống trị thực dân của họ chỉ một thiểu số nhỏ nhân dân bị ảnh hưởng về mặt tư tưởng nhưng kiểu chiến tranh của mỹ gây thiệt hại nhiều hơn cho tính chất và sự tồn tại của nhân dân mỹ hầu như không thể điều hòa các mâu thuẫn kinh tế và chính trị trong chính sách của họ cuối cùng những tác động tích lũy của việc đô thị hóa đối với hệ thống kinh tế chính trị và quân sự của việt nam cộng hòa đã góp phần to lớn vào sự sụp đổ của chế độ đó trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi